Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với chương trình của công ty Thế Giới Máy ngày hôm nay. Hiểu được nhu cầu bà con cần một chiếc đầu xịt có thể xịt rửa xe ô tô, xịt rửa xe máy hay thậm chí là xịt rửa chuồng trại, xịt rửa sân vườn nhà mình hoặc có thể tận dụng vào đó là phun thuốc trừ sâu, phun xịt cây trồng đều được. Thì ngày hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu tới bà con đó chính là một dòng đầu xịt của thương hiệu Osima, đầu xịt Osima OS29TS. Quý vị và các bạn hãy cùng ở lại video này, Ngọc Lan sẽ xin giới thiệu chi tiết hơn về đầu xịt Osima 29TS này cho bà con nhé. Như quý vị và các bạn đã thấy, đây chính là con máy Osima OS29TS mà Ngọc Lan vừa mới nhắc tới. Bao trùm bởi máy đó chính là một màu xám của thương hiệu Osima. Trên thân máy còn được in nổi logo của Osima. Về phần phía đầu máy được làm bằng đồng khá là chắc chắn, trên các lỗ được khít ren giúp cho bà con dễ dàng trong quá trình bà con lắp đặt. Kèm theo đó máy được trang bị thêm hai khóa van bi, bà con có thể sử dụng cho một người hay là hai người đều được. Máy được trang bị thêm đó là một đồng hồ đo áp lực, một bầu áp và một van chỉnh áp. Tất cả đều được làm bằng inox khá là chắc chắn, tránh oxy hóa và tăng độ tuổi thọ của máy. Phần phía hông máy được trang bị thêm một poly ba cánh. Phía cuối này đó chính là mắt nhớt. Tầm khoảng 3 tháng bà con nên thay nhớt một lần. Điều quan trọng khi bà con thêm nhớt là bà con cần quan sát mắt nhớt. Chỉ nên đổ 1/2 nhớt vô mắt nhớt là được. Không nên đổ nhiều quá, tránh gây tình trạng là nhớt sẽ bị tràn ra ngoài hay thậm chí là máy có thể không hoạt động nữa. Máy được trang bị 3 piston. Các piston được làm bằng thép mạ chrome khá là chắc chắn. Trên piston còn được trang bị thêm đó là 3 phốt giúp cho piston tránh bị mài mòn trong quá trình piston hoạt động. Kèm theo đó piston còn được bảo vệ bởi một tấm chống bụi ở phía trên. Phụ kiện đi kèm theo máy bao gồm một dây hồi và một dây cấp nước. Dây hồi và dây cấp nước được làm bằng chất liệu gân trong suốt sẽ giúp cho bà con có thể quan sát được mực nước trong quá trình bà con hoạt động. Đồng thời vào đó là dây sẽ không bị gấp khúc trong quá trình bà con sử dụng nhé. Các đầu dây được làm bằng đồng tránh oxy hóa. Một đầu của dây cấp nước được kết nối với lọc rác. Và vừa rồi Ngọc Lan vừa giới thiệu cho bà con đó chính là đầu xịt rửa xe Osima OS29TS rồi. Quý vị và các bạn cần lưu ý khi sử dụng đầu xịt này là quý vị và các bạn hãy đặt trên một chân kê bằng phẳng giúp cho máy hoạt động hết công suất của mình. Đồng thời phải kiểm tra các mấu nối xem đã chắc chắn hay chưa để đảm bảo an toàn cho bản thân mình trong quá trình máy hoạt động nhé. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu con máy Osima OS29TS này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc website của chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.